Tiếp theo, danh hài Trấn Thành. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu. Chờ... Hồi đó giờ toàn là coi người ta diễn không, bây giờ mình muốn được lên truyền hình để mình diễn rồi mình tự coi mình coi coi nó ra làm sao. Cái lời nó sao? Thì nhớ là và đừng ngẫm nghĩ. Thì anh cứ đi đi, hay cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ. Hả? Thì anh cứ đi đi, hay cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ. Thảo, cứ hai chữ đi đi. Cái điệp khúc đó thôi. Bao nhiêu? 1 triệu anh làm sao mà hai cái đi đi được. Bốn xa em. Xa em thấy chưa? Quay, bốn số lận, tiết kiệm thời gian. Nghiêm túc cho em khoảng thời gian này. Dạ rồi. Đây là bài làm việc của Huy. Và bây giờ hãy gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Ghế này là nước bánh, mày hay quá. Bánh lên. Huy em nghiêm túc đi Huy. Ok em nghiêm túc nè, bây giờ lại nghiêm túc hơn. Mẹ phải nghiêm túc chứ Huy. Đây là ba chiếc nút. Gọi cho A Quay đặt 10 cái bánh bông lan trứng muối đem đây đi thôi. Để cho mọi người cùng ăn. Khoái lắm, trên kia này khoái lắm. Nói chứ là... Ôi hay kêu đặt 50 em uống cái nước mà. Đẩy cả điện gian thiệt. 50 cái. Cái bánh là trứng muối là tôi đãi đà đoàn ăn với tôi không có ăn. Nó mập. Tôi sợ mập. Một cách mà không thể ốm lại được là phải làm cho những người xung quanh của bạn mập hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quy đó, hôm qua nó ăn dữ lắm. Cái nói sao ăn dữ vậy? Anh Thành ơi, ăn này đâu mập đâu. Cái gì mày giờ nghĩ nó không mập, mày ăn nó mới mập đó. Lúc nào ăn quá trời. À, thí sinh tiếp theo xong chưa anh ha? Ờ, sợ sợ. Em chấm lạc đó. Cái nhóm fan club của tôi nó ngộ. Nó phải nghĩ ra những cái món mập nhất đưa tụi ăn. Mà không bao giờ mình ăn được cái món gì. Trong khi cái nhóm của Hoàng Giang nó đưa vô thì mì quảng hay gì ít ra nó cũng là rau mà ăn rau mà rau đồ này nọ nó cũng là một cái món gì đó nó cũng được không mua lên còn ăn được. Ồ, xin sô cô la không xin. Ờ xin trà sữa ba là gì hả? Ba là cái roti đưa toàn là cái chất gì đâu không. Lát ra mua cho anh Thành 3 kg kiwi, 2 kg cherry, mua xong là xỉu luôn. Đón xem tập 13 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTV7.